Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ mở hộp một cái bộ luật chơi theo cái dòng phim Amo Hero, hay dịch ra cái tiếng Hán Việt là Khải Giáp Dũng Sĩ. Một số cái series trong cái dòng phim này, chứ Việt Nam thì được dịch với cái tên là Siêu Nhân Trái Đất ha. Thì cái mẫu luật chơi chúng ta mở hôm nay đó là mẫu luật chơi theo cái series phim Amo Hero Lava, và cái mẫu đồ chơi là đồ chơi DX của cái nhân vật tờ Tsunami Amo Hero ha. Đây, Tsunami Amo Hero, cái này nó vũ khí của anh này tên là Tuyền Tiêu Mãnh Thương ha. Đó là tên phiên âm ra ha. Tuyền Tiêu như là con mực thì phải, Mãnh Thương là cái thương, là cái thương ha. Thì đây là cái hộp của chúng ta ha. Đây là cái mẫu siêu cấp của cái dòng đồ chơi này ha. Của cái này nó còn có cái mẫu cấp thấp hơn thì nó đơn giản hơn. Đây là cái mẫu siêu cấp. Đây là cái hộp chúng ta đã thấy ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy tsunami power của tsunami Lava Hero. Cái vũ khí của chúng ta đây. Khí của chúng ta thì nó giống như là một cái cây thương, và chúng ta sẽ thấy ở đây ha, cái đầu cây thương này nó giống như là cái con mực này ha, tiền tiêu đây ha. Đây. Chúng ta còn có thể có thêm là hai cái chìa khóa ở đây bên tay anh chị đây ha, hai cái chìa khóa bên này, thì chúng ta sẽ thấy những cái dạng cách chơi của nó ha. Tsunami Amo Hero, cái tên nó là Super Octopus Spear. Spear là cái thương ha, cái giáo, cái thương. Super là siêu, và Octopus là cái con bạch tuộc, cái con mực cái đó ha. Tuyền tiêu chứ còn. Đây, chúng ta sẽ thấy những ở đây là những cái mẫu vũ khí khác ở trong cái dòng đồ chơi này ha. Và cuối cùng chúng ta sẽ xem cái mã của nó sẽ là 6 566252. 566 thì nó là của cái dòng Amo Hero Lava ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp lấy cái vũ khí này ra ha. Mở hộp ra thì chúng ta được một cái cây cái thương ha, cái mảnh thương. Nó khá là dài. Anh sẽ đo xem cái chiều dài của nó là bao nhiêu. Đâu đó nó khoảng gần 50 cm ha. Một cái nhân vật, một cái mũi của cái thương á, hình cái con bạch tuộc ha, con mực ha. Đó, chúng ta thấy hai cái chìa khóa sức mạnh ha, hai chìa khóa sức mạnh này thì cái đầu này bằng kim loại này ha. Thì hai chìa khóa sức mạnh này thì có một cái là cái sức mạnh này hình giống như con mực nè, con mực hay con bạch tuộc nè, cái đầu em thấy cái hình tam giác không? Đó. Và cái này thì hình nó có hình vuông lốc xoáy, là giống như tờ tsunami, đó là sóng thần, sức mạnh sóng thần. Và cuối cùng nó là một cái tờ hướng dẫn cách chơi ha, nó và dĩ nhiên bằng tiếng Hoa thôi. Thì cái thương này nó có sử dụng một cái sử dụng pin ha, để tạo ra âm thanh và ánh sáng khi mà chúng ta chơi ha. Thì để tháo cái nắp pin ra, lắp pin vào á, thì chúng ta sẽ thấy hai bên ha, chỗ hai cái màu xanh này. Đó, thì có một bên là có cái dạng con ốc ở đây, cái lỗ của ốc thì chúng ta sẽ mở ở đây để chúng ta mở cái nắp và bỏ pin vào. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái khoang chứa pin của nó đây. Ở đây nó sẽ sử dụng ba cái cục pin AAA là pin nhỏ, anh sẽ bỏ vào. Đó, chúng ta lắp vào. Thì
cái tiếp theo là cái hình cái con linh thú là cái con mực hay con bạch tuộc ha, ở đầu mũi thương thì nó cũng gắn được pin ha. Chúng ta sẽ xoay ở đây, chúng ta sẽ thấy hai bên cái màu đen này ha, thì có chỗ mà có cái lỗ để mở, chúng ta sẽ mở ở đây. Đây thì nó sẽ sử dụng hai cái cục pin nè. Đây cái khoang chứa pin của nó đây. Sẽ có hai cục pin. Nghĩa là cái cục này nó sử dụng cái mẫu chơi sử dụng tới khoảng 5 cục pin. Bây giờ chúng ta đóng lại ha. Thì lắp pin xong rồi, chúng ta sẽ thử cái mẫu này ha, xem cái thương này nó sẽ cách chơi như thế nào ha. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy ở bên hông này ha, gần cái chỗ lắp pin nó có một cái chốt gạt ha, on off. Thì chúng ta nhấn lên ha. Đó, chúng ta đã lên rồi. Thì ở đây nó sẽ có cái đèn sáng ở đây, màu xanh ha. Cái mũi của cái này thì nó khá là nó có cái lò xo ha. Đấy, khá là linh động để nó gắn cái mũi cái con ấy á. Thì cái đèn này khi chúng ta bật lên thì nó luôn sáng ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút bấm. Giờ chúng ta sẽ thử bấm nút xem nó có ra âm thanh gì ha. Thì nó có hai cái âm thanh, một là cái tiếng đánh trong không khí và hai là tiếng chạm ha. Chúng ta sẽ lấy một cái chìa khóa ha, chìa khóa mà chìa khóa có biểu tượng là cái sóng thần ha, tsunami này ha. Nó sẽ gắn ở đây, chúng ta sẽ thấy đằng trước ở chỗ cái đèn này nó sẽ có một cái, chúng ta sẽ xoay cái chìa khóa có dạng sóng thần này, chúng ta xoay cái mặt này lên trước và chúng ta gắn vào. Đó, lúc đó thì chúng ta coi như chúng ta sử dụng được cái tsunami power. Và riêng cái chìa khóa này khi lắp vào nó cũng ra một cái đèn, đây rất khó nhìn thấy, chúng ta thấy màu đỏ đỏ đây, nên là nó sẽ cấp pin luôn cho cái đèn này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bấm cái nút này ha, bấm cái này xem cái phần âm thanh nếu khi chúng ta lắp chìa khóa rồi nó sẽ như thế nào. Đó, nó sẽ khác rồi đúng không, nó không giống như cái trước. Và ở chìa khóa này chúng ta sẽ xoay ở đây, nó xoay. Đó. Đó. Nó kêu ha, xoay nó kêu, ta bấm cái nút này. Ta bấm cái nút này thì nó sẽ giống như đánh dưới nước á ha. Giờ nó xoay. Ta bấm nút thì nó sẽ ngừng cái tiếng ấy ha. À, bây giờ chúng ta thử cái chìa khóa mà có cái con mực hay là con bạch tuộc ha, thì cái chìa khóa nó không hợp với cái chế độ này ha. Chúng ta gắn vào thì dĩ nhiên gắn vào vẫn cái tiếng chìa khóa, nhưng mà cái tiếng nó sẽ không được, tiếng không có tiếng tsunami power như kia, nó chỉ có cái tiếng mà khi chúng ta bấm cái nút này thôi. Tiếp theo là cái con bạch tuộc hay là cái con mực gì đấy ha. Thì chúng ta đã lắp pin rồi. Ở đây chúng ta sẽ thấy một cái xoay ra chỗ dưới ngay cái nắp pin này ha. Thấy một cái màu màu xanh ở đây ha. Không biết em có nhìn thấy không? Màu xanh trong suốt đây. Thì chúng ta bấm cái nút này. Cái nút này bấm này nó là cái nút để xoay cái mũi, nó giống như cái mũi khoan này ha. Đó. À, chúng ta bấm cái này thì chúng ta cũng sẽ thấy ở đây nó sẽ có đèn, cái đèn màu đỏ ở đây nè, ngay tay này ha. Đó. Thì cái mũi này nó sẽ kết hợp với cây thương này ở bằng cách lắp ráp ở đây. Chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ có hai cái chốt ha, một cái chốt ở đây, một cái chốt ở đây, nó tương ứng với hai cái lỗ ở chỗ này. Chúng ta sẽ thấy ở trên cái con này, trên đây nó sẽ có cái biểu tượng này. Nó sẽ là khóa lại ha, xoay theo chiều này thì khóa. Rồi bây giờ anh sẽ lắp nó vào. À, chúng ta sẽ đẩy cái này vào ha.
đúng chỗ này đó, ta lắp vào đó. Xoay xoay sang này đó, chúng ta được cái mũi thương rồi, mũi thương mà có cả giống như mũi khoan này, có cái con ở đằng trước ha. Thì khi mà chúng ta bấm cái này, ta bấm cái nút này thì nó cũng là cái nút bấm để xoay luôn ha. Mặc dù chúng ta tách cái công tắc on off của cái cây thương ở dưới á, nhưng mà chúng ta bấm nút nó vẫn là cái nút gọi là cái cơ cấu cơ khí, nó vẫn bấm và cho xoay được cái này ha, xoay được cái đầu ha, lên trên nữa đó, chúng ta thấy không. Với con này thì chúng ta phải dùng cái chìa khóa, khi ở cái dạng này thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái chìa khóa hình cái con mực đây ha, ta thấy cái đầu tam giác đây, và chúng ta sẽ đẩy vào đây. Đó, nó cái tiếng là tuyền tiêu mãnh thương á, à, chúng ta sẽ mở lại nè. Đó, tuyền tiêu mãnh thương. Đó. Thì cái này cái chìa khóa này hợp với ở cái dạng này ha. Bây giờ chúng ta sẽ đó, bấm thì nó vẫn chưa âm thanh khác đúng không? Giờ chúng ta sẽ xoay. Xoay cái này ra. Nó sẽ âm thanh khác ha. Nó là cái tiếng nó khác rồi. Khi chúng ta xoay chìa khóa thì nó sẽ ra một âm thanh khác. Giờ ta xoay chìa khóa này. Chúng ta sẽ thử thêm cái chìa khóa này, chìa khóa tsunami này nó có ấy hay không ha. Dĩ nhiên nó không hợp với mẫu này, chúng ta xoay này nó không có cái tiếng triệu hồi gọi tsunami power ha. Như vậy thì chúng ta đã mở hộp trong cái mẫu đồ chơi Days theo cái bộ phim Armor Hero Lava. Đây là cái vũ khí tuyền tiêu mãnh thương của nhân vật Tsunami, Armor Hero. Thì cái đồ chơi DX này thì nó sẽ gồm hai phần, một là cái cây thương và thứ hai là cái nắp cái con tuyền tiêu hay là con bạch tuộc ha, cái linh thú của cái nhân vật này. Chúng ta sẽ có hai cái chìa khóa ha, chìa khóa sức mạnh ha, một sức mạnh Tsunami và cái thứ hai là sức mạnh của bạch tuộc. Tsunami là sức mạnh sóng thần á. Thì cái đồ chơi này thì nó chắc cũng là sẽ mô phỏng phim thì anh chưa coi ha, mô phỏng cái vũ khí của nhân vật này trong phim ha. Thì anh thấy nó cũng khá là hay, nó mới có một cái vũ khí là nó gắn những chìa khóa, nó tạo ra những cái âm thanh, và khi nó kết hợp hai cái này thì nó lại xoay được cái này nữa ha, cũng khá hay. Khá là hay ha, so với cái có lẽ anh thích cái này hơn là cái kỳ lân dung phủ của nhân vật Armor Hero Hero Lava ha. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết ha. Xin chào tạm biệt tất cả các em, hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.